Hôm nay tại Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam đã tổ chức hoạt động thiện nguyện Tấm Bánh Nghĩa Tình. Tham gia chương trình, thầy và trò của nhà trường đã tự tay gói, luộc hàng nghìn chiếc bánh chưng dành tặng cho những hoàn cảnh kém may mắn, giúp họ có một cái Tết ấm áp và ý nghĩa hơn. Năm nay là năm thứ 9 chương trình Tấm Bánh Nghĩa Tình được Trường Đại học Đại Nam tổ chức, chủ đề là Đông ấm áp, xuân sẻ chia. Chương trình đã huy động được hàng nghìn cán bộ giảng viên, sinh viên và đặc biệt là các chiến sĩ Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không Không quân tham gia thực hiện, quyên góp được hơn 1 tỷ đồng. Hàng nghìn chiếc bánh chưng sẽ được trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Nhi, tại khoa Nhi, bệnh viện Ca, Tân Triều, Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4, Ba Vì, Hà Nội, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Hà Nam, người già cô đơn, người vô gia cư, trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh ý nghĩa thiện nguyện, chương trình còn có mục đích là giúp các bạn trẻ nêu cao tinh thần tương thân tương ái, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội.